Các bạn thân mến, thiết kế mẫu nhà 2 tầng mái lệch gây ấn tượng bởi sự độc đáo, phá cách trong hệ mái nhưng vẫn đảm bảo được công năng sử dụng, tính thẩm mỹ và sự tiện nghi trong sinh hoạt dành cho tất cả các gia đình. Và trong video ngày hôm nay, Tân Á xin mời các bạn cùng tham khảo mẫu nhà 2 tầng mái lệch được Tân Á thiết kế cho gia đình anh Khánh tại thành phố Vinh, Nghệ An. Ngôi nhà được thiết kế với những đường nét đơn giản, thể hiện lối kiến trúc hiện đại. Ngôi nhà sử dụng màu trắng thuần khiết tinh tế làm chủ đạo, tạo nên vẻ đẹp tươi sáng, tràn đầy sức sống. Bậc ngũ cấp sử dụng đá kim sa đen cổ trắng giúp chống chịu được thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam. Cửa chính sử dụng gỗ nâu trầm kết hợp với khung pano kính, mang đến không gian hiện đại và sang trọng cho ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống cửa sổ và cửa phụ sử dụng nhôm sinh pha kết hợp kính cực lực, có ưu điểm là cách âm cách nhiệt tốt và hấp thu tối đa ánh sáng của tự nhiên. Ban công sử dụng lan can sắt nghệ thuật phun tĩnh điện nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả các thành viên trong gia đình. Và tiếp theo công năng được chúng tôi bố trí như sau. Với diện tích là 7x13m, căn nhà của gia đình anh Khánh được chúng tôi bố trí mặt bằng kiến trúc tầng 1 là gồm một phòng khách kết hợp với phòng ăn, một phòng ngủ, khu vực vệ sinh và sân rửa. Lên tới mặt bằng kiến trúc tầng 2 thì được chúng tôi bố trí gồm có 3 phòng ngủ đều có vệ sinh khép kín và sân giặt phơi. Các bạn vừa được tham khảo xong mẫu nhà 2 tầng mái lệch được Tân Á thiết kế cho gia đình anh Khánh tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Hy vọng thông qua mẫu nhà vừa rồi, các bạn sẽ có thêm một gợi ý cho tổ ấm trong tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy nhấc máy và gọi hotline cho chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.